Ui không được. Sao? Nó chợt em tới trước luôn rồi. Tập lô lô cũng như là người tộc Dao hay Tày được sử dụng mà cái ngô để làm rượu là một cái nét đặc trưng. Vì ở đây độ cao ở đây hơn 900 mét so với mực nước biển, nhiệt độ hiện nay là 12 độ C vào mùa đông. Thì cái việc mà uống rượu để mà giữ ấm cho cơ thể là một điều khá là bình thường đối với người dân ở đây, mà hai anh em cũng khá là bất ngờ. Ngay lúc này thì sương phủ kín cả các cái lối đi, và mọi người có thể thấy rằng là giống như tụi mình đang ở trên mây vậy đó, và đang đi tìm bà con người dân tộc thiểu số. Đây là bà con người dân tộc Lô Lô. Đoạn đường đi thì khá là hiểm trở, phải đi vào những cái con đường mòn khá là nhỏ, và nãy giờ thì cũng đi lên đi xuống liên tục, và đang đi xuống một con dốc khá nguy hiểm nha mọi người. Đó, đây lối đi của tụi mình nè, và sẽ đi tìm những cái bà con người Lô Lô để chia sẻ về văn hóa, ẩm thực cũng như là nếp sống của bà con ở đó như thế nào nha. Rồi cẩn thận anh. Nãy giờ thì anh không có bật xe đó, anh chỉ thả dốc xuống thôi. Hiện nay đường khá là trơn và thời tiết buốt lắm. À đây này, thấy là anh Lô Lô. Đường này là vừa mình nhớ là tuyệt đối. Nghe nói rằng thì một tí xíu nữa thôi là đoạn đường kia thì mình sẽ không có chạy xe được, phải không? Dạ. Yeah. Ui cẩn thận. Này là chợt bánh một cái là hai ông lọt xuống dưới vực sâu luôn á. Nguy hiểm. Mình đang có mặt tại Khủng Khon nha mọi người. Khủng Khon. Khủng Khon. Làng Khủng Khon. Đây là con đường đi vào bên trong bản làng nè mọi người. Và đường đi thì mọi người có thể thấy là mây đang bay là đà trên mặt đất, và dẫn đến là cả con đường đang trong cái độ ẩm khá là nhiều, giống như mưa vừa mới diễn ra vậy. Nhưng thực tế đây là cái lượng hơi ẩm cũng như là kết hợp với sương khá là nhiều, cho nên là đường cực kỳ trơn. Chỉ cần sơ sẩy một xíu nữa thôi thì hai anh em sẽ bị ngã nhào xuống dưới đất. Ôi đó, mọi người thấy không, rất khó đi. Gần như là mình phải chườn người tới. Và con dốc này thì dốc nghiêng tới 10 độ lận. Ở đây thì ngoài hai anh em mình ra thì chủ yếu là người dân tộc ở đây thôi. Mình tin rằng nếu mà hai anh em mà đi vào bên trong cái bản này thì chỉ có duy nhất hai người là dân tộc Kinh thôi, còn như là bà con người dân tộc Lô Lô. Nãy giờ thì anh vẫn chưa có bật máy đâu không? Cho mọi người xem cái cảnh quả đồi ở phía dưới, thung lũng, những cái ruộng bậc thang, và thời tiết thì giá buốt. Với cái sương mù dày đặc như thế này, thời tiết lạnh như thế này thì rất khó có thể canh tác được. Vì vậy thì bà con ở những cái ruộng bậc thang chỉ có thể mỗi năm chỉ được một vụ mùa vào tháng 10, làm gọi là vụ mùa lúa mới á. Và cái thứ mà dễ trồng nhất đó là ngô. Mọi người có thể thấy là những cái ruộng ngô trồng và trở thành thực phẩm chính của bà con ở đây. Ngô thì có hai cách chế biến. Một là mọi người sẽ nấu món mèn mén. Hai là mọi người có thể chế biến ủ rượu để uống giữ ấm. Ui con đường. Sao? Nó chợt em tới trước luôn rồi. Ơi, mọi người có thấy rất giả không? Ngồi xích ra. Ok. Rồi để máy lại anh, để máy cho nó ghi lại. Để máy, để máy. Lạnh mà giá hai cái gò má mình bây giờ ửng đỏ luôn rồi. Rồi di chuyển ha anh. Đây thật ra thì đã có những cái thứ phim này cũng khá vất vả. Ôi. Đây sương mù dày đặc. Giờ là khoảng 12 độ C, có tầm nếu như mà kết hợp với sương mù như thế này thì nhiệt độ có thể xuống thấp nữa. Đã tới trên đó con đường đi vô nha. Rồi. Qua đoạn này thì chúng ta sẽ đến đoạn đất nữa. Rồi mình cũng màn hình nó cũng bị mờ rồi do là sương quá nhiều. Mình sẽ đến cái bản của bà con tiếp tục ghi hình cho mọi người nha.
mình và anh Bùi Hồ đang có mặt tại bản Khuối Khon thuộc thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Và phía sau lưng Phong đây là những căn nhà mái ngói của bà con dân tộc. Đây là một dân tộc thiểu số nha mọi người, dân tộc Lô Lô. Và rất là vinh hạnh hôm nay thì mấy anh em được dịp ghé vào bản này và tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của bà con. Tại vì để tiếp cận được bà con ở đây thì rất khó. Và hôm nay thì có liên hệ được một gia đình. Thì bây giờ mấy anh em sẽ đi vào bên trong trò chuyện với cô bác anh chị được rõ. Những cái căn nhà của bà con ở đây là những cái nhà sàn. Và lối kiến trúc thì có một chút nét của người Hoa ở các cái vùng núi. Và mọi người có thể thấy rằng là mái ngói ở đây và không gian ở đây khá là yên tĩnh. Và bà con ở đây thì sống xung quanh san sát với nhau, tạo thành một cái cộng đồng gắn kết. Và phía trên đây là mọi người đang đi rẫy về này. Chắc là đây đang đi khai thác về. Mình đi mới đi nương về hả anh? Vâng, đi nương về. Mình là Lô Lô luôn hả? Vâng. Bây giờ còn ai ở trên nương không anh chị? Nãy giờ thì cũng có một vài người đang đi nương về rồi. Mấy anh em sẽ ghé vào nhà của một gia đình tiêu biểu để trò chuyện để mọi người hiểu rõ hơn nha. Đối với những người dân tộc á, thì việc mà người họ khá giả hay không á, thì dựa vào cái số lượng gia súc gia cầm của mỗi nhà. Ví dụ như ngôi nhà này thì có rất là nhiều gia súc gia cầm ở đây, nên họ đây là thuộc dạng khá giả trong cái làng dân tộc này. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mình với mọi người sẽ đi vô một cái nơi nuôi heo cũng như là nuôi bò nha. Đây là cái nơi nấu nè, nấu tắm cho heo á. Đằng kia là chuồng bò. Còn đây là heo nè, heo heo rừng. Và mọi người thấy không gian khá là nhỏ và họ sẽ để gia súc nằm ở dưới nhà sàn hoặc là nằm cách ra một cái khu riêng. Và nhà này thì tương đối thôi, tương đối tại vì có một con bò và rất là nhiều heo. Thì với họ thì vào ngày lễ hội hay mổ một con heo để đãi tiệc lắm. Và bây giờ thì anh em mình sẽ vào bên trong nhà để trò chuyện với gia chủ để mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa, nếp sinh hoạt của bà con ở đây nha. Mình chào cô bác quý anh chị, thì đây là một cái ngôi nhà điển hình của người Lô Lô. Thì ngôi nhà của người Lô Lô á, là một cái ngôi nhà sàn và mái này là mái âm dương. Và ở dưới này là cái không gian ở dưới đất nè. Thì người ta sẽ chứa những cái nông cụ đó, người ta sẽ để ở dưới này. Và cái không gian trên nhà đó là cái không gian sinh hoạt của người Lô Lô. Và họ cứ những người dân Lô Lô á, sống quay quần với nhau rất là có cảm giác rất là ấm áp. Và chút xíu nữa thì Bùi Hồ với lại em Phong sẽ lên quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Còn ở nhà ở dân tộc thì việc mà họ sinh hoạt được tự cung tự cấp các lương thực thực phẩm như là ngô nè, rồi chăn nuôi lợn bò để mà tự cung cấp cho gia đình của mình. Em nói tiếp tại thì hai anh em mình đang có mặt tại thị trấn Bảo Lạc của huyện Cao Bằng, thị trấn Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Đây là một ngôi nhà đặc trưng của người dân tộc Lô Lô, một dân tộc thiểu số của nước Việt Nam. Và đây là hôm nay thì hôm nay mình muốn ra đây để cho cô bác quý anh chị xem về nét văn hóa của người Lô Lô là như thế nào nha. Ở đây là một căn nhà sàn, mọi người có thể thấy là ở phía dưới á, là người ta sẽ nuôi các loài động vật, heo, gà, vịt gì đó. Còn ở phía trên thì bà con sẽ sinh sống. Chia sẻ thêm với mọi người là dân tộc Lô Lô là một dân tộc thiểu số rất ít người. Và đây là một cái làng hiếm hoi, chỉ có hai nơi đó là Mèo Vạc, Hà Giang và Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng mới có bà con dân tộc Lô Lô. Món gì? Làm rượu à? Rượu. Dạ. Ồ, ấm ghê hơn. Nhìn... ngon đấy. Ngon rượu rượu ngô. Ngô. Ấy sáng nay vừa nấu đấy. Ê, rượu đó hả? Ừ. Chăm xem thử cái bò rượu ấy. Thôi cô. Ồ, ngô là mình ủ hay sao? Không phải. Xong mình sắt xong về mình làm luôn. Xong làm xong chỗ men mình mới ủ chứ. Ủ mới vào show đi xong là được mấy tầm mười mấy ngày không gì thì nấu không chưa có gì thì để thế hàng tháng cũng để thế ăn đi. Cái bếp nhà là cái không gian quan trọng nhất của người dân tộc và đặc biệt là người dân tộc Lô Lô.
À, cũng như là lúc ở những cái clip trước mà Bùi Hồ với lại em Phong Bùi có chia sẻ về cái không gian bếp của nhà của người dân tộc á, thì ở trên đây thì vẫn có những cái gác bếp như thế này, người ta gọi là gác bếp. Và ở trên đây, cái trần ở trên đây vẫn là ngô khoai sắn chúng ta để ở trên này như thế này. Và cái không gian bếp là nơi sinh hoạt quây quần của gia đình. Cô bác quý chị thấy ở đây thì có rất nhiều, ở trong ngôi nhà này thì có nhiều thế hệ gia đình với nhau. Và cô là chủ nhà đây. À, còn anh? Anh là anh sao với cô? Chồng. Anh là chồng của cô. Còn anh? Đây là chú ơi. Chú nhà ở dưới thôi. Dạ. Đây về chơi thôi. À, việc mà người dân tộc Lolo cũng như là người dân tộc Dao hay Tày việc sử dụng mà cái ngô để làm rượu là một cái nét đặc trưng. Vì ở đây độ cao ở đây hơn 900m so với mực nước biển, nhiệt độ hiện nay là 12 độ C vào mùa đông. Thì cái việc mà uống rượu để mà giữ ấm cho cơ thể là một điều khá là bình thường đối với người dân ở đây, mà hai anh em cũng khá là bất ngờ. Nhà mình thì không có trâu bò gác bếp hả? Không có hả? Em thiệt ra thì tụi em tiếp xúc rất là nhiều bà con, nhưng mà rất là thích tìm hiểu về bà con người dân tộc Lolo. Tại vì cộng đồng bà con mình á thì hiện giờ dân số không có nhiều. Nguyên cái bản làng của mình là bao nhiêu hộ gia đình hết vậy anh trai? Trong làng này là có 60 hộ dân tộc Lolo. Mình là Lolo đen hay là Lolo gì ạ? Mình là Lolo hoa thôi. Lolo hoa, gốc hoa. À. Lolo đen thì nó có Hà Giang mới phải, Lolo đen. Hình như là có Lolo hoa, Lolo đen, Lolo đỏ đúng không? Vâng. Sở dĩ thì cái chợ phiên ở thị trấn Bầu Lạc á, khác biệt so với các chợ phiên khác thì có bà con dân tộc Lolo. Trang phục của mình cũng thấy tương tương giống với một số dân tộc như Tày, Nùng ghê á, cũng vẫn là cái đồ bọc ở trên đầu, vẫn cái màu sắc như vậy á. Không đi kèm. Ở đây là vợ của anh quên thì không. Không hà. Đây là cháu ơi. Cháu là anh. Còn đây là vợ của chú. Vâng. Anh là vợ lớn rồi, con lớn rồi này. Anh vậy là anh làm bao nhiêu người con? Hai con thôi. Hai con. Ừ. Rồi vợ anh là chị nào đâu? Chị này. Đây. Chị này. À. Còn bạn nữ kia? Còn. Con là con nữ kia. Con của anh hả? Rồi à, chị gái đang bấm móng tay kìa. Con của. Vậy là anh hai đứa con. Hai đứa con. Vậy đây là cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại của chú. Con của chị này, hai đứa con của chú. Như một cái nồi ngô á, mình vừa mới nấu á, là được bao nhiêu lít rượu? 15 với là 20. 20 lít. 20 lít mình uống được bao nhiêu ngày là hết? Ôi. Một tháng. Bây giờ mình uống rượu là thường là uống vào mấy giờ hả chị? Đây không có giờ đâu, chứ có việc làm thì uống thế thôi. Lúc này ngày nào mình cũng phải uống rượu để giữ ấm ha. Hôm nào có việc gì, nếu mà trời mưa thế này không đi làm được thì anh em về chơi cũng uống thế. Phong có thể chia sẻ với mọi người, đây là cái không gian nhà khách mà cái bếp thì lại nằm chính nhà luôn. Mọi người ở đây có thể đấy, và sau đây là cái không gian phòng ngủ nè. Và cũng giống như lúc nãy thì anh đang chuẩn bị những cái chén rượu. Ở đây mình có dùng mèn mén không anh? Món mèn mén á. Ở đây không có đâu. Ngô nghiền á. Ngô nghiền ra. Ngô nghiền. Tùy anh thôi, tùy chỗ anh. Đây chả biết nghe mấy nói cốt của anh không biết. Đôi khi chỗ này điều kiện mà con khó ổn hơn. Người là bà con người Lolo mình á thì lễ hàng năm thì lễ hội là diễn ra vào tháng mấy ra? Mày nghĩ ít thôi. Tháng mấy anh? Lễ hội lớn của bà con mình á? Tháng 10. Tháng 10. Lễ hội gọi là lúa mùa hả? Hay là lễ hội gì? Cơm mới. Rồi mỗi gia đình sẽ diễn ra như thế nào? Biết à, chú biết thì biết rồi. Đây là họ lúc mua được con son là biết nói gì đó. Anh Hồ, đại diện anh Hồ. Chết luôn rồi. Mới ghế thôi. Tụi em dùng chén thôi nha. Cảm ơn anh nhiều ha. Rồi cho em mời. Rượu ngô ha. Rượu ngô.
Bên này mình nấu xong. Cốt đấy. Nấu dưới gì? Nóng đấy. Chị gái uống không? Không. Uống sao hết ta? Khá là nóng. Rượu còn ấm luôn á. Mới nấu à? Mới nấu xong. Em thấy góc bên nhà mình có một cái đồ đan sợi á. Thì cái này là mình đang cái trang phục truyền thống của người Lolo mình hay là sao? Đây là dệt vải mình làm chăn. Làm chăn. Tức là chăn hoa ấy, chăn người hoa. Ừ. Ồ, chị dạy cho em xem thử được không? Dạ. Làm thử đi, làm thử đi cho em xem thử cái. Chị đi à. Chị hồi nào phải không? Quá. Trong mình chị à. Non mình chăn. Cái này là mình dệt sao chị? Gọi là gì thì nó cho một tí nước, tiền nước nó mới làm được nó chế. Được được được. Mấy giật? Mấy giật? Chúng ta hỏi lên rồi. Hoài rồi. Ôi. Này là một cái máy giặt của gia đình. Cái này là mình giặt bao lâu là được một cái vải ta? Lâu lắm. Lâu lắm ha. Giặt khi về tức là giặt khi mấy chút đi thì làm chân. Cái sợ vải này là mình thu hoạch ở đâu, mình lấy ở đâu hả chị? Mua chưa ạ? Trước thì mình trồng được nhưng mà bây giờ thì toàn mua thôi. Mua thôi. Đây là một con cửa truyền thống luôn á. Và ở đây thì mọi người có thể thấy không? Là đang sử dụng gia đình cho các bán không? Không bán đâu, sử dụng. Bán cũng được không? Em mua làm quà được không? Thì tôi sáng thì mình quà ra cho mình. Đây ha. Lấy ha. Lấy này. Đây là chị đang rất là đơn giản anh Hồ. Ở hai màu, màu đen với màu trắng thôi. Cái này làm khó lắm. Làm khó lắm. Mình cứ tưởng tượng như là cái cây mà chị, cái con thoi mà chị đẩy qua đẩy lại á, nó giống như là một cái con thuyền. À, rồi sau đó chị để cái cụ chỉ ở trong đó thôi không ạ? Mà chú đi gọi khỉ mẹ mà khỏe mà chú. Nhưng mà để sắp xếp những sợi ngang như thế này cũng tốn thời gian lắm á. Đó, trang phục vải của người Lolo là nhiều nhất là ở bên Trung Quốc. Và tập trung ở Việt Nam mình là hai tỉnh, Hà Giang và tỉnh Cao Bằng. Và đây là một trong những dân tộc đặc trưng của mọi người. Các chị đang như vậy cho mọi người cùng xem ha. Rồi mình sẽ qua cái không gian tiếp để chia sẻ cho cô bác thêm cái không gian sinh hoạt của bà con ở đây. Em cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Mình với anh Bùi Hồ cũng chụp một tấm hình cho vợ chồng của anh tên là Thái đúng không? Tái. Anh Tái, hai vợ chồng một bức ảnh kỷ niệm cho gia đình. Mặc bộ đồ truyền thống của người dân tộc Lolo. Thông tin với mọi người á, thì truyền thống của người dân tộc Lolo sẽ khác với truyền thống của người dân tộc Dao hay Tày. Thì cái màu chủ đạo á, là một cái màu đen đặc trưng. Màu đen. Thì nếu người nam á, thì chỉ là màu đen thôi. Còn những người phụ nữ như chị ở đây thì có hai cái phần tay á, thì nó sẽ có những cái sọc ngang. Và điển hình đây, cô cũng là màu đen không có để ý thôi. Đó là màu chủ đạo. Rồi anh đội nón là em chụp cho tấm hình nè. Cái trang phục này thì khi nào mình mới mặc anh? Thường lễ hội khi nào? Lúc nào không có thì mặc. Lúc nào không có thì mặc. Này là cái trang phục này là anh chị tự dệt luôn nha. Đây là cái nón trùm lên. Trùm theo đúng phong cách của người dân tộc.
Mà người dân tộc Lô Lô thì với dân số rất ít ở Việt Nam nha mọi người. Cho nên là đây hôm nay mấy anh em được gặp mấy anh, bà con ở đây là một cái điều khá là vinh hạnh. Tại vì khó gặp lắm và mọi người đi nương đi rẫy khá là nhiều. Quắn đầu lên. À, chị phụ cho anh với. Không anh tự làm. Tự làm hả? Tự làm mà. Tự làm được ha. Dạ. Anh tái. Đây là tự làm thôi. Phong tư tưởng như là khi mà anh quấn cái khăn á, giống như cái khăn đóng ở miền Tây không? À. Rồi làm sao gút lại á? Ui, hay ghê ta. Có cái máu. Rồi, đẹp. Rồi, đẹp quá. Rồi, hai vợ chồng ngồi trước bếp lửa để em chụp một tấm hình ha. Rồi. Cháu chào bà. Thổi lửa lên, thổi lửa cho lớn lên cho nó sáng. Dạ. Chào bà. Thổi lửa, thổi lửa. Ừ. Ngồi sát vào, ngồi sát vào. Ngồi. Ngồi sát vào, ngồi sát vào. À, hôm nay thì hai anh em khá là may mắn ghé thăm vào một cái gia đình người dân tộc Lô Lô. Từ ở phía dưới mà để đi lên trên này thì đường đi rất khó khăn. Và hôm nay thì gặp được rất là nhiều bà con ở các thế hệ trẻ có, già có và mấy anh thanh niên cũng có luôn. Nãy giờ cũng cảm ơn mọi người đã chia sẻ câu chuyện của bà con của mình nha. Cho mấy anh em cho mọi người hiểu hơn về một cái sắc tộc của Việt Nam ha. Đây là không gian chính của bà con này. Còn đây là không gian nhà kho. Ở phía dưới là nơi chứa nuôi heo bò. Còn đây là những gian phòng ngủ này. Nhà sàn, một đặc trưng của bà con dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc.